Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có một chiếc xe khá là hiếm ở trên thị trường Việt Nam chúng ta. Chiếc này của em là phiên bản Mercedes-Benz phiên bản GLA 45. Đây là một trong số những chiếc xe rất là hiếm, không có nhiều đâu ạ. Đặc biệt là ở thị trường xe cũ thì càng hiếm. Nếu như mà bác nào mà tìm hiểu về dòng xe này thì cũng biết rồi, đây là một trong số những chiếc xe rất là mạnh mẽ, có công suất lên đến 355 mã lực, cực kỳ mạnh, tăng tốc từ 0 lên 100 km chỉ mất khoảng 5 giây thôi ạ. Thật sự là một động cơ rất là mạnh mẽ, thật sự là nó khá là mạnh mẽ trong cái phân khúc trên dưới 1 tỷ để chúng ta bỏ tiền ra mua. Chiếc này thì đặc biệt hơn một chút, đó là một chủ dùng từ đầu, chạy có 58.000 mai thôi. Sản xuất năm 2015 mà chạy có 58.000 mai thì nó tương ứng khoảng tầm 80.000 km đó. Tức là mỗi năm chiếc xe này chỉ đi có khoảng hơn 1 vạn km thôi ạ. Đó, màu nâu ạ, biển số Hà Nội và một chủ dùng từ đầu, biển 30A817.08. Chiếc này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức ạ. Việt Nam chúng ta thì không lắp ráp đâu ạ. Ở cái thời điểm nếu như mà năm 2015 mà chúng ta bỏ tiền ra để mua chiếc xe này thì nó không hề rẻ một chút nào. Đầu đó nó rơi vào ngót nghét 3 tỷ đấy ạ. Đó. Khoảng 2 tỷ 8 để lăn bánh được ở Việt Nam, và chúng ta sẽ phải ký chờ khá là mất nhiều thời gian. Nó không có ngay để chúng ta có thể lấy ngay đâu ạ. Rất là nhiều người thích chiếc này nhưng mà lại không có thời gian để chờ đợi chiếc này, cho nên là thời điểm đó cũng không ký ngay. Đó. Chiếc này thì có rất là nhiều điểm để nói, để chúng ta có thể phân tích và nói một câu chuyện dài về chiếc xe này. Wow, cái động cơ thật sự là khi mà nổ máy lên nghe nó. Ở đây thì không biết các bác có nghe được do em sẽ. Đó, cái động cơ có lẽ nếu như mà các bác rảnh thì em có thể mời các bác qua trực tiếp cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm thực tế luôn về chiếc xe này, cũng như là nghe thử cái tiếng bô mà em vừa ga ấy. Thì chỉ có em là người đây cảm nhận được rõ nhất, và tất cả những bác nào mà đam mê tốc độ hoặc là thích tốc độ thì có lẽ là không thể bỏ qua chiếc xe này được, trong cái tầm tiền nó vô cùng hợp lý, chỉ trên 1 tỷ một chút thôi. Lát nữa em sẽ công bố giá cụ thể để cho mọi người cùng xem. Giá của nó rất rất hợp lý cho những bác nào thích một chiếc xe tốc độ 355 mã lực. Em xin nhắc lại một lần nữa nhé, 355 mã lực. Chiếc CLA, chiếc GLA 45 này không có nhiều đâu ạ. Bình thường thì chỉ có GLA 200, GLA 250 thôi ạ. Đó, những chiếc GLA 200 và 250 được các chị đi rất là nhiều vì nó dáng nhỏ gọn và thương hiệu Mercedes. Còn nếu mà chị nào thích tốc độ thì hãy tham khảo chiếc xe này. Hoặc là anh chị nào muốn mua một chiếc xe tốc độ, ở hàng ghế sau thì được thiết kế thể thao, hơi đứng một chút đó. Ngay cả ghế lái hay ghế phụ thì đều được thiết kế thể thao đấy. Đó, xong rồi ôm thẳng vào người lái luôn. Đó. Ở phần trên nóc thì có cửa sổ trời panorama, cửa sổ trời đôi đó. Đó. Đầy đủ, nói chung là chiếc này thật sự là không biết phải diễn tả như nào để đầy đủ cho mọi người cùng thưởng thức đối với em. Tất cả những cái chi tiết đây còn rất là mới ạ. Đó, rất mới. Không thể đây, những cái chi tiết như này này hao mòn theo thời gian này thì không tránh được. Và hiện tại số km đây ạ, 58.000 mai. Đó. Cái xe này thì nhập nguyên chiếc từ Đức nên là hiện tại đang tính bằng số km mai nhá các bác nhá. Ngay cả cái cần số đấy ạ, thật sự là nó rất là điều điệu thục nữ, nó kiểu gì đó em không biết phải diễn tả với các bác như nào, nhưng mà thật sự là nó hoàn toàn khác so với những chiếc xe khác, cần số khác, rất là nhỏ gọn, nó mạnh mẽ. Ở đây thì có camera lùi, hướng dẫn góc lùi theo xe luôn đó. Và khi mà chúng ta về P để dừng xe ấy, thì chúng ta sẽ không dùng cần số nữa, chúng ta ấn nút ở đây. Đó, khi này là chúng ta đã về P rồi. Ở đây thì vẫn có như những chiếc xe khác thì vẫn có ga tự động cruise control này. Ở đây có gạt mưa tự động này. Rồi thì ở đây thì có đèn auto, và trên đây thì có gảy số vô lăng. Cái tính năng gảy số vô lăng này thật sự là rất là ấn tượng khi mà chúng ta vượt xe khác ạ. Thật sự là rất rất thích ạ. Đó.
Bây giờ em sẽ đưa mọi người xem một vòng ngoại thất nữa nhá, trước khi kết thúc video ở đây. Một chiếc xe thể thao chỉ mất 5 giây để đạt tốc độ tối đa là 100 km thôi. Đó, màu nâu GLA 45. Ở phần cốp để đồ thì cũng không được rộng rãi cho lắm. Tuy nhiên là ở những chiếc xe này thì chúng ta không, thường thường là không yêu cầu cốp nó phải quá rộng, chỉ gọi là để được đồ cá nhân riêng tư thôi. Đó, đây thì có bơm lốp, cốp điện. GLA 45 bản AMG. Sơn zin của chiếc xe này còn khoảng đến 85%, khá là mới. Thật sự là rất là bóng ạ. À, lưu ý thêm một chút nữa nhá, chiếc xe này của em thì em mới mua về và chưa dọn dẹp hay là đánh bóng hay là làm bất kỳ cái gì cả. Chiếc này em chỉ mới rửa thôi, mới rửa qua thôi mà đã đẹp như này rồi. Sau khi mà em spa thì chắc chắn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bộ vành AMG đó, sử dụng lốp 235/45R19 ạ. Sơn nó rất là đẹp luôn. Đèn pha vi LED. Đó. Rồi, bây giờ thì đến giá của chiếc xe này nhé. Hiện tại thì chiếc GLA 45 bản AMG sản xuất năm 2015, màu nâu, biển số Hà Nội, một chủ dùng đầu, chạy 58.000 mai, tương ứng khoảng 80.000 km. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang rao bán ở trên thị trường với giá là 1 tỷ 110 triệu, 1 tỷ 110 triệu quý vị và anh chị nhé. Nếu như anh chị thật sự thiện chí với chiếc xe này thì có thể alo hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox trực tiếp em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Em sẽ gửi ảnh thực tế để cho quý anh chị cùng xem. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.